Mời cộng đoàn cùng lắng nghe lời Chúa thứ năm tuần 4, mùa thường niên. Bài đọc 1 Cha sắp bước vào đoạn đường mà mọi người trên đời phải đi qua. Salomon, con hãy can đảm lên và sống cho xứng bậc nam nhi. Bài trích sách các vua quyển thứ nhất Khi thấy mình đã gần đất xa trời, vua David truyền dạy Salomon con mình rằng Cha sắp bước vào đoạn đường mà mọi người trên đời phải đi qua. Con hãy can đảm lên và sống cho xứng bậc nam nhi hãy tuân giữ các huấn lệnh của đức chúa thiên chúa của con mà đi theo đường lối của người là giữ các giới răn mệnh lệnh luật pháp và chỉ thị của người như đã ghi trong luật mô xê như thế con sẽ thành công trong mọi việc con làm và trong mọi hướng con đi và đức chúa sẽ thực hiện lời người đã phán với cha rằng nếu con cái ngươi sống cho phải đạo là hết lòng hết dạ bước đi trung thực trước nhan ta thì ngươi sẽ không bao giờ thiếu người ngự trên ngai israel vua david đã an nghỉ với tổ tiên ông và được chôn cất trong thành vua David. Thời gian vua David trị vì Israel là 40 năm, vua trị vì tại khép Rôn 7 năm và tại Jerusalem ru sa lem 33 năm. Vua Sa-lô-môn ngự trên ngai vua David, thân phụ ông, và vương quyền của ông thật là vững chắc. Tin mừng. Đức giê -xu bắt đầu sai các tông đồ đi rao giảng. Tin mừng Chúa giê Kitô theo Thánh Marco. cô Khi ấy, Đức giê -xu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường chỉ trừ cây gậy không được mang lương thực bao bị tiền giác lưng được đi dép nhưng không được mặc hai áo người bảo các ông bất cứ ở đâu khi anh em đã vào nhà nào thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em thì khi ra khỏi đó hãy vũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ các ông đi rao giảng kêu gọi người ta ăn năn sám hối các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Còn xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. AMEN